Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978, trong 6 tháng đầu năm, tài lộc lớn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, 12 con giáp luôn là hình tượng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người Á Đông. Chắc hẳn việc mình thuộc con giáp nào là điều mà ai cũng biết. Ngọ là con giáp thứ 7, bước sang năm 2021, những cô chú tuổi Ngọ có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng mộ hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của cô chú tuổi Mậu Ngọ 1978 trong 6 tháng đầu năm 2021 trong video ngay sau đây của chúng tôi. Đặc biệt, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại Phong Thủy Lộc Tài. Quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại đang được hiển thị phía trên màn hình hoặc comment phía bên dưới để được hỗ trợ nhanh nhất. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021. Cô chú tuổi Mậu Ngọ dù chịu tác động không nhỏ từ cục diện tương hại thái tuế, nhưng mậu thổ tương sinh Tân Kim tạo thành thực thần sinh tài, tốt cho việc kinh doanh, làm giàu. Cùng với đó, tuổi của cô chú cũng được khá nhiều các tinh hội chiếu, nên sẽ có cơ hội phát huy năng lực của bản thân, có quý nhân phù trợ, cải thiện hiệu suất làm việc. Tuy nhiên, hiện tại cô chú vẫn chưa thể thoát khỏi vòng vây thái tuế. Do sức ảnh hưởng của vị thần lưu niên này đã giảm bớt, cục diện tương hại vẫn ức chế vận khí, khiến cô chú tuổi Mậu Ngọ gặp khá nhiều bất lợi ở nhiều phương diện. Đồng thời, thương quan mang điềm tiểu nhân đeo bám, thị phi bổ vây, quan tai khó tránh khỏi. Nguyên nhân chính là do nhiều hung tinh kìm kẹp về cảm xúc như cô thần, quả tí, khiến cô chú sẽ nóng giận, suy nghĩ tiêu cực. Từ đó, mưu sự bất thuận lại còn tốn hao sức khỏe, khiến bệnh cũ tái phát, đặc biệt là bệnh về đường tiêu hóa. Tuy nhiên, cô chú sẽ có điểm sáng trong năm, chủ yếu nằm ở phương diện tài lộc. Nguồn thu nhập chính của cô chú tăng lên, tuy chưa tới mức đột phá, nhưng cũng đủ giúp tinh thần vững vàng trước những khó khăn dồn dập, được người quyền thế giúp sức như thể tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa. Miễn là cô chú nỗ lực và kiên trì tới cùng, mưu sự cũng thành được đến 7-8 phần. Để có một năm bình ổn, cô chú tuổi Mậu Ngọ nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải phần hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Xin mời cô chú hãy nghe chi tiết về tuổi Mậu Ngọ 1978. Thứ nhất, về công danh và sự nghiệp. Cô chú tuổi 1978 trong 6 tháng đầu năm sẽ xuất hiện rất nhiều khúc mắc trong các mối quan hệ xã giao. Nếu cô chú không xử lý tốt, công việc tiếp tục khó khăn, khó mà thăng tiến. Nhưng dù cô chú rất hăng hái và quyết tâm cao, cũng khá tham vọng trong sự nghiệp, thì sự ảnh hưởng của cục diện hại thái tuế cũng khiến tinh thần ấy ngày càng giảm sút, cảm xúc bất ổn, làm cho công việc của cô chú tuổi Mậu Ngọ gặp khá nhiều khó khăn. Các công việc nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Những vất vả, cực nhọc, tuy nhỏ nhặt nhưng càng phải cố gắng nhiều hơn. Bởi vì có những thời điểm cô chú được nhiều cát tinh hội chiếu, nhất là tử vi đại cát tinh sẽ giúp cô chú nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Có điều, cô chú cần hết sức thận trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản liên quan đến pháp luật hay lợi ích kinh tế, đề phòng bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Thầy phong thủy khuyên rằng, để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, cô chú tuổi Mậu Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ
và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời, chiếu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc được hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, tiền bạc và tài chính. Tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, hung cát đan xen. Tuy nhiên, trong nguy có cơ, vận quý nhân vượng, được người quyền thế giúp đỡ khi hoạn nạn. Cô chú làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, ít hoạch tài bất ngờ, không quá nhiều may mắn, tự làm tự ăn, không trông chờ vào vận may rủi. Nguồn thu nhập chính của cô chú có xu hướng tăng, các nguồn thu phụ cũng có nhưng không nhiều. Tuy nhiên, có những thời điểm cô chú bị hao tài, tốn của khoản không nhỏ, cũng bởi tiêu pha theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai, hoặc gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác. Nhưng nhờ tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, cô chú có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế, giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái. Thầy Gia Cát khuyên rằng, để có thể tăng vận may mắn và cải mệnh, cô chú hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Thứ ba, tình duyên, gia đạo. Chuyện tình cảm, tình duyên của cô chú dù không quá lý tưởng nhưng cũng không quá tệ. Cô chú vẫn có cơ hội cải thiện, hàn gắn một số rạn nứt. Các cặp đôi nảy sinh bất hòa vì cái tôi quá lớn. Thậm chí, đang trong giai đoạn mặn nồng cũng sinh ra giận hờn, cãi vã. Coi chừng, già néo đứt dây, khó mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Với những người còn độc thân, có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý, bản thân đã có sẵn thiện cảm, nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc, khó diễn tả thành lời. Bên cạnh đó, cô chú cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa, kết quả rất đáng để chờ đợi. Do chịu tác động của hại thái tuế, chuyện tình cảm gia đình của cô chú tuổi Mậu Ngọ cũng lắm phiền muộn. Gia đạo có điều bất ổn, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình có sự xung đột khá mạnh. Chủ yếu do cô chú không kiểm soát được cảm xúc, là người khai mào cho những tranh luận hay cãi vã. Nếu cô chú có thể tự chủ được cảm xúc, gia đạo sẽ sớm được an. Nhìn chung, gia đạo cần vun đắp tình cảm vợ chồng nhiều hơn vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau. Hôn nhân thiếu đi ngọn lửa tình yêu, những lời quan tâm và hỏi han cũng thưa dần. Trong thời gian này, cô chú nên đeo vòng tay tam hợp quý nhân Sần, Ngọ, Tuất để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cô chú đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Cuối cùng là sức khỏe. Nhìn chung, sức khỏe cô chú có sự giảm sút rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ở bên trong, không thể lơ là. Tần suất ốm đau tăng dần, thậm chí với những cô chú có tuổi sẽ bị đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng. Hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, sẽ khiến da rẻ sạm sắc, cần dành thời gian chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn. Dưới tác động của thái tuế và tử phù hung tinh, cô chú nên đi đứng cẩn thận, nghiêm chỉnh, chấp hành luật lệ giao thông, kẻo dễ bị va quệt xe cộ, nhẹ thì chảy máu, nặng phải độ chạm dao kéo hoặc gặp nạn sát thân. Thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Mậu Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Sau đây sẽ là dự báo vận hạn 6 tháng trong năm 2021 cho tuổi Mậu Ngọ. Đầu tiên là vận hạn tháng 1 âm lịch. Tháng riêng vẫn là một tháng khá bình ổn đối với cô chú bởi có bán hợp quý nhân tương trợ, nên duy trì được sự nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng chấp nhận thử thách nên dễ được cấp trên coi trọng. Song vẫn cần kiểm soát cảm xúc bản thân, tránh để sự nóng này khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc. Còn tình trạng sức khỏe của cô chú không được khả quan, cần chú ý giữ gìn, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành, máy móc. Thứ hai, vận hạn tháng 2 âm lịch. Cô chú tuổi Mậu Ngọ dồn hết sức cho công việc của mình, vì vậy
cô chú nên cố gắng duy trì được trạng thái làm việc năng nổ, nhiệt tình. Rất may, tuy cô chú bận rộn với công việc nhưng vẫn giữ được trạng thái sức khỏe khá tốt. Thứ ba, vận hạn tháng 3 âm lịch. Đây là thời điểm khá yên bình và ổn định đối với người sinh năm Mậu Ngọ. Trong chuyện tình cảm, những người độc thân cần chủ động hơn khi tiếp xúc với những người khác giới. Những ai có gia đình sẽ được vui vẻ, hòa thuận. Nhưng cô chú cần đề phòng có tiểu nhân quấy phá, gây điều tiếng thị phi. Bị tiêu hao nhiều về tiền bạc, phần lớn cho vấn đề sức khỏe. Tháng 4 âm lịch. Vận trình của cô chú tuổi Mậu Ngọ có dấu hiệu được cải thiện trong tháng 4 âm lịch này do được cát tinh nâng đỡ. Những công việc nặng nề trước đây đã được giải quyết bớt. Cô chú có thời gian để nghỉ ngơi, trau dồi kinh nghiệm. Trên phương diện tài lộc, cô chú chỉ cần có sự chăm chỉ, chịu khó làm ăn thì đến cuối tháng, ắt sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Có lộc về kinh doanh, đầu tư, nhất là khi liên quan đến bất động sản. Tháng 5 âm lịch. Tháng này, cô chú chủ yếu gặp rắc rối do bản tính nông nổi và hiếu thắng của mình. Chuyện tình cảm cũng có nhiều sóng gió bởi hai bên chưa thực sự thấu hiểu nhau. Cả hai cần dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe quan điểm và cảm xúc của đối phương. Từ đó, tìm ra cách giải quyết hợp lý cho mọi việc. Tuy nhiên, cảm xúc bất ổn của cô chú sẽ dễ gây ra bất lợi cho con đường thăng tiến. Mâu thuẫn gia đình cũng tăng lên. Cuối cùng là tháng 6 âm lịch. Tình hình tài chính của cô chú có dấu hiệu tăng trưởng rõ ràng trong tháng này. Cô chú có quý nhân phù trợ về tình cảm và tiền bạc. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe, tuổi Ngọ thì lại không được như ý tưởng. Có lẽ vì công việc quá bận rộn nên thường xuyên làm việc với cường độ cao, bỏ bữa hoặc ăn uống với đối tác. Những hoạt động này đều gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì vậy, cô chú nên chú ý đến sức khỏe hơn. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Mậu Ngọ trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của tuổi Mậu Ngọ. Trong thời gian nửa đầu năm 2021, chú tuổi Giáp Ngọ may mắn gặp được sao Thái Âm. Đây là sao cát tinh mang tới sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn về tiền bạc, làm cho được toại nguyện những ước mơ của mình. Tuy nhiên, chú tuổi Mậu Ngọ gặp hạn Diêm Vương. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Còn đối với cô tuổi Giáp Ngọ thì 6 tháng cuối năm lại kém may mắn, gặp phải sao Thái Bạch, là sao xấu gây hao tán tiền bạc. Dần dần có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà, cương thì kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, mất tiền, mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, tháng 5 và kỵ màu trắng quanh năm, và nó xấu nhất cho những người mạng kim và mạng mộc. Kết hợp với hạn thiên la sẽ chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Thứ hai là luận hung các niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của cô chú thời gian này gồm có các sao Thiên Việt, Nguyệt Đức, Đào Hoa, Thiên Trù, Báo Hiệu, Vận Quý Nhân và Đào Hoa Vượng có lộc ăn uống. Còn có tử phù gây đau yếu. Cùng tam hợp thì gồm có những cát tinh Thiên Khôi, Hồng Loan, Thiên Đức, Thúc Vượng Đào Hoa và Quý Nhân. Hung tinh Cô Thần, Quả Tú, Kình Xương, Kiếp Sát, Thiên Không, Hồi Khí lại gây bất lợi về tình cảm, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc gia đình có chuyện buồn. Cuối cùng là cung xung chiếu thì có văn tinh tốt cho học hành, thăng tiến và bệnh phù gây bất lợi cho sức khỏe. Nhìn chung, quý mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 sẽ trải qua 6 tháng đầu năm Tân Sửu suôn sẻ và thuận lợi hơn, cho dù đường sự nghiệp, tiền tài, sức khỏe hơi hao hụt chút. Tuy nhiên, nếu có thể, hãy áp dụng các vật phẩm phong thủy để luôn có động lực phấn đấu lâu bền, vững tâm hơn, thu hút được nhiều vận khí tốt hơn cho cô chú, cải thiện sức khỏe tốt nhất. Hy vọng với những thông tin chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được cho quý vị.
Tới đây, video của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự chia sẻ về những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy Gia Cát. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh để có thể đón nhận được những chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.